Bí ẩn ngày cuối cùng của Đức Phật. Những giây phút cuối đời Ngài. Chào mừng bạn đến với kênh Sách Tri Thức. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, việc ăn chay hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân của mỗi người. Họ cho rằng Phật giáo không nhấn mạnh vào sự trong sạch và thanh khiết của thức ăn, mà nhấn mạnh vào sự trong sạch và thanh khiết của tâm. Đây là một vấn đề thường được phản biện gay gắt, phần lớn là từ phía những người theo Phật giáo Đại Thừa chủ trương ăn chay và từ phía những người bình luận về Phật giáo dựa vào giới hạn không sát sinh của Đạo Phật. Chúng ta cần hiểu rằng Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Nam Tông, đến ngày nay vẫn chủ trương khất thực thức ăn theo cách như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Đạo Phật chủ trương hướng người xuất gia buông bỏ mọi nhân duyên. Một khi bạn trở thành một nhà sư, chúng ta phải từ bỏ một hành vi chạy theo kiếm sống, lao động. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể tập trung vào việc thực hành tu tập để giác ngộ. Các tu sĩ không tham gia lao động sản xuất, nhưng vẫn phải ăn để duy trì nguồn năng lượng mỗi ngày. Vì vậy, bạn chỉ có thể sống bằng cách khất thực, hay còn nói cách khác là ăn xin. Đây cũng là một loại đạo đức của các tông phái ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Họ tin rằng các tỳ kheo khất thực cũng là hành động để kết thiện duyên với chúng sinh, để giúp tất cả mọi người kết duyên với Đức Phật, có cơ hội thực hiện bố thí, để tích lũy công đức. Cho nên, phần lớn người ta thấy chư tăng thuộc dòng Phật giáo Nguyên Thủy đều đi khất thực. Mà đã đi khất thực thức ăn thì người đi khất thực không được phép yêu cầu người bố thí phải làm đồ ăn đúng theo yêu cầu của mình như vào trong nhà hàng được. Vì vậy, từ thời Đức Phật cho đến nay, trường phái này vẫn giữ nguyên truyền thống khất thực là người ta cho gì ăn nấy. Điều thứ hai, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ chủ trương ăn chay theo cách tam tịnh nhục. Có nghĩa là chỉ có ba loại thịt mà họ được ăn, bao gồm: thứ nhất, loại thịt họ không tận mắt thấy người ta giết sát sinh. Thứ hai, không nghe tiếng la của con vật bị giết. Thứ ba, không có sự nghi ngờ nào về việc người khác vì mình mà giết. Các tỳ kheo mà được ăn những thức ăn đó thì không phạm giới sát sinh. Điều đó được Đức Phật chế định và được ghi trong giới luật. Chuyện kể rằng, khi Đức Phật đang giảng đạo, có người trong tăng đoàn tên Đề Bà Đạt Đa đã đề xuất với Đức Phật việc ăn chay và cấm việc ăn thịt cá. Đức Phật đã thẳng thắn từ chối đề xuất này. Có lẽ Phật có những lý do thiết thực và hoàn cảnh xã hội thời đó, bởi vì rau củ không được gieo trồng một cách trù phú ở những vùng miền Bắc Ấn Độ vào thời xưa, đặc biệt là rau cải, ngũ cốc là rất khan hiếm vào những mùa khô hạn. Ví dụ, sau này nếu chỉ ăn chay bằng rau cải thì sẽ rất khó khăn cho những vùng như Tây Tạng, vì ở đó gia súc thì rất nhiều, mà những loại rau củ trái cây thì hầu như không có. Có thể thấy Đức Phật thông thái đến mức có thể nhìn thấy tương lai của cả nhân loại. Vào thời Đức Phật cho đến tận ngày nay, những tu sĩ theo Phật giáo Nguyên Thủy vẫn sống nhờ vào thức ăn khất thực, và thức ăn khất thực là tùy theo lòng bố thí, cúng dường của thí chủ, Phật tử. Nếu những tu sĩ yêu cầu chỉ giới hạn cúng dường bằng thức ăn toàn chay thực vật, thì điều đó vô tình sẽ tạo gánh nặng cho những thí chủ cúng dường thức ăn hàng ngày cho tăng sĩ. Thực tế là đa số mọi người ở những xứ sở này đều tranh thủ một lần thời gian trong ngày để nấu thức ăn cúng dường các sư thầy, phần còn lại mới để gia đình ăn. Mà đa số những gia đình Phật tử này cũng ăn mặn như truyền thống từ thời Đức Phật. Vì vậy, những thầy tu của Nam Tông nhận và ăn bất cứ gì được cho, ngay cả là thịt. Miễn sao, những loại thịt đó nằm trong giới hạn của tam tịnh nhục như đã nói ở trên là được. Nói thêm một chút về giới luật của Tăng Đoàn. Vì Đạo Phật Nguyên Thủy cấm các tu sĩ nhận sự cúng dường bố thí bằng tiền bạc, nên họ không có cơ hội đi mua thức ăn để mà chọn thức ăn. Giả sử ngay cả khi muốn ăn chay, họ hoàn toàn phụ thuộc vào thức ăn khất thực từ dân làng, từ thí chủ bố thí cho họ hàng ngày. Ngay cả khi họ nấu ăn trong tu viện tịnh xá, thì những nguyên liệu thực phẩm đó cũng là do những Phật tử cúng dường hàng ngày mang tới. Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt ở Trung Quốc, sau này thì không chấp nhận cách ăn này. Họ quan niệm rằng ăn chay là tuyệt đối không được ăn thịt cá, mà chỉ ăn các loại rau, quả, đậu. Vậy tại sao lại có sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa? Điều này phải kể đến một vị hoàng đế sống rất lâu trong lịch sử Trung Quốc là Tiêu Diễn, hay còn gọi là Lương Vũ Đế ở thời Nam Triều Lương.
Vũ Đế là một tín đồ Phật giáo rất sùng đạo. Trong thời gian trị vì, ông đã xây dựng hàng trăm ngôi chùa để hoằng dương Phật giáo. Không chỉ có vậy, Lương Vũ Đế cũng ba lần rời cung lên chùa xuất gia đi tu, chăm chỉ tụng kinh niệm Phật để cầu phước lành cho dân. Lương Vũ Đế ngoan đạo, có thể nói là đã đọc tất cả các loại kinh điển Phật giáo. Ông thích nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Trong đó, Đức Phật đã nói thế này: người tu tránh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi. Dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng dứt sát hại, ắt phải lạc vào đạo quỷ thần. Hạng trên thành tựu đại lực quỷ, hạng giữa thành phi hành dạ xoa và các loại quỷ sói, hạng dưới thành địa hành là sát. Các loài quỷ thần kia cũng có đôi chung, mỗi mỗi đều xưng đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong đời mạt pháp, loại quỷ thần này sôi nổi trên thế gian, tự nói ăn thịt cũng được đạt bồ đề. Các người nên biết, những người ăn thịt dù được khai ngộ tựa như tam ma địa, nhưng đều là giống là xác. Khi hết phước báo, ắt phải chìm đắm trong biển khổ, chẳng phải đệ tử Phật. Những người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi, làm sao ra được khỏi luân hồi. Vì thế, Lương Vũ Đế đã chủ trương cắt bỏ rượu thịt ngay trong hoàng cung của mình. Do đó, tư tưởng của ông đã ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài và hoàn toàn thuyết phục chư tăng Phật giáo Đại Thừa cho đến tận ngày nay, hoàn toàn cấm ăn thịt uống rượu. Theo quan điểm cá nhân của tôi, bất luận Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa, mục đích của sự ăn chay là giúp tăng trưởng lòng từ bi, giảm bớt lòng sân hận, tu tập giới không sát sinh, biết quý mạng sống đồng loại và các loài vật khác. Khi đã có lòng từ bi thì ắt không nỡ giết hại chúng sinh. Nhiều người suy nhược, thực sự tàn bạo khi giết hại súc vật, nên đã từ bỏ sự thèm muốn ăn thịt cá và trở thành những người ăn chay. Không riêng những người theo đạo Phật, rất nhiều người phương Tây bây giờ và các tôn giáo khác trên thế giới cũng đang ăn chay vì quan điểm từ bi này. Nếu là người Phật tử tại gia, cần phải suy nghĩ và tự quyết định cho mình như thế nào là đúng sai, ăn uống như thế nào là đúng, là hợp đạo lý và hợp với lời Phật dạy. Vì vấn đề này được hiểu và thực hành khác nhau, bấy nhiêu trường phái Phật giáo khác nhau, bạn cần nên đọc hiểu thêm và tự rút ra cho mình cách ăn để tránh dính vào tầm nhiếc ý nghĩ bất thiện mang tính sát sinh hoặc góp phần tạo ra sát sinh. Tóm lại, theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy thì bạn có thể ăn chay, hoặc nếu việc ăn chay là mất tiền, khó khăn thì bạn có thể tiếp tục ăn mặn mà không dính tâm sát sinh hay tạo ra sát sinh trong khi vẫn là một Phật tử đạo hạnh. Theo quan điểm của Đại Thừa, người xuất gia thì bắt buộc phải ăn chay tuyệt đối như rau cải, thực vật, hoa quả. Còn Phật tử tại gia, nếu ăn chay được, hợp với sức khỏe và tiện lợi của mình, thì nên ăn chay là rất đáng khen ngợi. Còn nếu không, Phật tử tại gia được khuyến khích ăn chay vào các ngày lễ như rằm, mùng 1, hay những ngày giữa tam giới, để tăng trưởng lòng từ bi đối với con người và vạn vật. Tuy nhiên, đừng nên cho rằng chỉ việc ăn chay là hoàn toàn trở thành một Phật tử tốt. Theo Đạo Phật, việc ăn chay không phải là thay thế được cho những việc thực hành tu tập và giữ giới hạnh đạo đức khác. Như đã nói ở trên, Phật giáo nhấn mạnh sự thực hành sống theo giới hạnh và tu tập tâm để có tâm trong sạch, và chính điều này mới tạo ra nghiệp tốt lành, tạo ra phúc lành. Bằng chứng là nhiều người ăn chay trường, nhưng khi gặp chuyện về quyền lợi cá nhân thì họ cũng sân si và xuất hiện suy nghĩ, hành động tiêu cực để chống lại người khác. Một người ăn chay trường đã lấy cây đập chết con chó khi nó cắn vào chân của đứa con bé bỏng của họ. Các tín đồ ăn thịt cũng lập luận một cách chặt chẽ rằng Đức Phật cũng là người ăn mặn. Ông đã ăn những gì mà người ta cho, nhưng ông đã giác ngộ. Điều đó chứng tỏ việc ăn chay không đóng góp nhiều trong việc phát triển tâm linh. Khi ăn mặn thì chúng ta gián tiếp và có một phần trách nhiệm về cái chết của con vật. Nhưng chúng ta ăn chay thì điều này cũng tương tự. Nông dân cày xới một mảnh đất gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của côn trùng và động vật nhỏ. Họ phun thuốc tiêu diệt rất nhiều loại côn trùng để có thực vật xanh tươi cho người ăn chay. Nhiều loại động vật và côn trùng xem thực vật là ngôi nhà của chúng, điều kiện để chúng tồn tại và phát triển. Chúng ta ăn chay vì cho rằng thực vật vô tri vô giác, nhưng liệu có chính xác hay không? Thực vật giao tiếp với nhau qua cách của chúng. Chúng cần nước và ánh sáng để sống. Những hạt mầm là con và phần hoa
là cách mà chúng sinh sản. Đức Phật cho rằng có hàng triệu sinh vật trong một ly nước, nhưng tại sao những người ăn chay lại uống chúng? Chúng có thích được sống trong môi trường cơ thể của chúng ta hay không? Và tất nhiên là không. Chúng ta áp đặt như thế vì chúng ta cần tồn tại. Người ăn mặn vẫn có thể đạt trạng thái thanh tịnh giống như người ăn chay theo giáo lý của Đức Phật. Điều quan trọng là chất lượng của tâm, chứ không phải là chế độ ăn uống của bạn. Nhiều Phật tử hết sức quan tâm đến việc không ăn thịt, nhưng họ không quan tâm đến việc thay đổi thói quen ích kỷ, gian dối, độc ác hoặc ghen tị bên trong họ. Họ thay đổi chế độ ăn uống vì nó dễ dàng, trong khi để thay đổi tâm là một điều khó khăn. Cho dù bạn là người ăn chay hay không, hãy nhớ rằng thanh lọc tâm trí để đưa mình vào trạng thái tĩnh lặng, không bị dao động bởi bất kỳ điều gì mới là điều quan trọng nhất trong Phật giáo. Tư tưởng có chút hiện đại này được thể hiện rõ nét ở xứ sở của đất nước mặt trời mọc, hay còn gọi là xứ sở phù tang, đó chính là Nhật Bản. Ở đây luôn luôn tồn tại những điều kỳ lạ, độc đáo, như việc nhà sư Phật giáo lại được tự do ăn thịt, uống rượu, lấy vợ, sinh con nối dõi tông đường như bao người khác. Chúng ta thường quen thuộc với những ai đã xuất gia rồi bỏ trốn hồng trần để tâm thanh tịnh. Các nhà sư thường ăn chay niệm Phật, từ bỏ mọi hư vinh tham vọng, ngay cả chuyện lập gia đình lo về hạnh phúc riêng để toàn tâm toàn ý hướng về Phật. Tuy nhiên, ở Nhật thì lại khác. Các nhà sư tại quốc gia này lại có cuộc sống thế tục đậm vị nhân gian như ăn thịt, uống rượu, kết hôn và sinh con. Điều này khiến nhiều Phật tử, những người am hiểu hay có chút kiến thức về Phật giáo trên thế giới, cảm thấy bất ngờ và lấy làm thú vị. Đó là chuyện lạ với du khách quốc tế, nhưng với Nhật thì việc này là lẽ thường. Vậy, tại sao nhà sư Nhật Bản lại được phép kết hôn, ăn thịt và uống rượu? Dưới đây là câu trả lời về hiện tượng lạ lùng này. Trong lịch sử đất nước mặt trời mọc, những nhà sư đã được phép lập gia đình kể từ thời Heian, và điều này tiếp tục xảy ra ở giữa các thời đại Kamakura, Muromachi và Edo. Sự việc này dần dần trở thành truyền thống được duy trì cho đến tận ngày nay. Tại Nhật và các quốc gia phương Đông xuất hiện nhiều tông phái Phật giáo. Mỗi tông phái sẽ có quy tắc, luật lệ, diễn biến, cách tiếp cận và quan sát đặc điểm cho các giáo huấn cũ khác nhau. Một số tông phái Phật giáo được thành lập ở Nhật Bản gồm Thiền, Luật, Đồng Trần, Nguyên Tông. Về sau còn có thêm cả Soka Gakkai, Nichiren Shoshu. Về cơ bản, các nhà sư không bắt buộc phải sống độc thân suốt đời. Tuy nhiên, có nhà sư thuộc các tông phái này lựa chọn sống một mình. Có người lại quay về đời sống trần tục lấy vợ, sinh con. Việc kết hôn dựa vào quyết định của mỗi nhà sư, lựa chọn tự nguyện theo quyền của mỗi người, nhưng họ vẫn giữ trọn trách nhiệm với Phật. Điều này bắt nguồn từ tư tưởng của Thiên Hoàng Minh Trị. Năm 1868, đánh dấu sự kết thúc của Mạc Phủ sau 800 năm cai trị và bắt đầu thời kỳ Minh Trị dưới sự cai quản bởi quyền lực của Thiên Hoàng. Đây cũng là một bước ngoặt đối với Nhật Bản, vì từ đây Nhật Bản bắt đầu mở cửa hội nhập thế giới và tiến hành công cuộc hiện đại hóa. Điều này có nghĩa là những gì liên quan đến Mạc Phủ đều bị hủy hoại hoặc bãi bỏ, và trong đó bao gồm cả Phật giáo. Trước khi xảy ra cuộc cách mạng Minh Trị, năm 1866-1869, cả thần đạo và Phật giáo đều được kết hợp thành hệ thống gọi là Shinbutsu Shugo. Tuy nhiên, sau khi Thiên Hoàng Minh Trị lên nắm quyền, thần đạo Shinto đã bị tách khỏi Phật giáo. Vì thế, Hoàng đế Nhật Bản đã thừa nhận là một hậu duệ của Kami, một vị thần trong đạo Shinto. Trong khi đó, tướng quân của Mạc Phủ lại ủng hộ Phật giáo. Điều này đã dẫn đến việc thành lập Phật giáo, gọi là Haibutsu Kisaku. Sự kiện này đã dẫn đến việc phá hủy các chùa chiền, hình ảnh và văn bản ghi chép, buộc các nhà sư Phật giáo phải quay trở lại cuộc sống thế tục. Nếu các bạn đã xem video về thời mạt Pháp của chúng tôi, thì tôi cho rằng đây chính là một minh chứng. Năm 1872, chính quyền Minh Trị ban hành luật Nikujiki Saitai, cho phép các nhà sư theo Phật được tự do kết hôn và ăn thịt, uống rượu để bình thường hóa cuộc sống của họ. Đây được xem là cách thức để chính phủ làm suy yếu Phật giáo. Có một số nhà sư đã lựa chọn cuộc sống độc thân, nhưng hầu hết khi luật Nikujiki Saitai được ban hành thì đã dẫn đến việc đại đa số các tông phái Phật giáo ở Nhật sau này đều theo chế độ thế tập, cha truyền con nối. Tức là sau khi thầy trụ trì viên tịch, người kế thừa chính là con trai của ông. Ví dụ điển hình là ngài Shinran Shonin, sinh năm 1173,
mất năm 1263, người sáng lập ra Tịnh Độ Chân Tông, một tôn giáo của Phật giáo Nhật Bản. Khi xưa, Ngài đã kết hôn công khai và có 7 người con. Những người con sau này đã kế tục và duy trì sự hưng thịnh của tông phái. Hiện nay, tại Nhật, còn có các bữa tiệc xem mắt dành cho các nhà sư. Sư thầy được xem là một hình mẫu lý tưởng để lấy làm chồng của các nữ giới hoa anh đào. Theo họ, các nhà sư thuộc kiểu người trí thức, có thu nhập cao, được phép kinh doanh, lập công ty riêng, lại sở hữu chỗ ở ổn định, đáng tin cậy và hiếm khi ngoại tình. Những lời giải thích trên đã hóa giải bí ẩn về cuộc ảnh hưởng riêng tư của nhà sư Nhật. Theo người Nhật, độc thân hay kết hôn là quyền lựa chọn của mỗi người. Chỉ cần mọi tín đồ luôn hướng cái tâm đến Phật là đủ. Từ những trích dẫn của Honen, người sáng lập Tịnh Độ Tông, nếu việc thể hiện đức tin bằng cách niệm danh Đức Phật một mình dễ dàng hơn, thì người đó nên sống độc thân. Nếu làm điều đó với vợ hoặc chồng dễ dàng hơn, thì tốt hơn nên kết hôn. Điều quan trọng chỉ là cách chúng ta thể hiện đức tin của bản thân trong việc niệm danh Đức Phật. Các bạn nghĩ sao về quan điểm này của Phật giáo Nhật Bản? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Thêm một thông tin cực kỳ thú vị là một nhà sư thậm chí còn có thể kết hợp Phật giáo và âm nhạc để truyền tải thông điệp một cách thú vị hơn. Điển hình là việc một sư thầy gây sốt khi hát nhạc Phật phong cách rock. Cụ thể, sư thầy Kanko Yakushiji, người Nhật Bản gây bão mạng thời gian gần đây khi thể hiện Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh với phong cách nhạc rock. Sinh năm 1974 ở Imabari, thành phố thuộc tỉnh Ehime, Nhật Bản, có bố là trụ trì chùa Kaizenji. Đa số các tông phái Phật giáo ở Nhật là cha truyền con nối, tức là sau này khi sư thầy trụ trì viên tịch, người kế thừa chính là con trai của ông. Vì vậy, từ nhỏ Kanko Yakushiji đã được nuôi dạy để trở thành nhà sư. Thuở bé, Yakushiji yêu âm nhạc, thích rock và sau năm 20 tuổi, ông phản đối truyền thống của gia đình, lập ban nhạc riêng để theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Âm nhạc là lối thoát của tôi, ông nói. Những bài hát đầu tiên của ông mang âm hưởng pop hoặc dân gian, chủ yếu viết về gia đình, bạn bè và quê hương. Năm 27 tuổi, ban nhạc của ông ký hợp đồng với một hãng thu âm lớn ở Nhật. Tuy nhiên, việc chuyển hoạt động tự do sang môi trường chuyên nghiệp khiến các thành viên hoang mang. Họ loay hoay không còn biết mình muốn truyền tải thông điệp gì, thậm chí dần dần mất hứng thú với việc ca hát. Sau một buổi biểu diễn trên đảo Kyo, một khán giả lớn tuổi đến bàn ký tặng, khóc và nói một cách xúc động khi họ nghe hát bởi các ca khúc của nhóm gợi nhớ tuổi thơ, những người thân của ông. Giây phút ấy, Yakushiji nhận ra Phật giáo cũng giống như âm nhạc. Nếu có thể cùng gieo những cảm xúc tích cực tốt lành, ông viết bài I Am nói về hành trình tìm kiếm bản thân, đồng thời cân nhắc việc tụ tập. 36 tuổi, ông bắt đầu trở lại các khóa học tu, dành hàng chục tiếng để tập tọa thiền, dọn dẹp, trồng rau và đi khất thực. Năm 2016, khi phổ nhạc bài Bát Nhã Tâm Kinh, Yakushiji suy nghĩ đến việc truyền tải thông điệp nhà Phật theo cách riêng của ông. Thiền sư kết hợp các bài kinh với nhạc điện tử, video biểu diễn Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Đại Bi thu hút vài triệu lượt xem trên YouTube. Đề cập trực tiếp đến đức tin trong đạo Phật trong thời dịch, nhiều người bình luận rằng các video của thiền sư đã giúp họ cảm thấy thanh thản. Ông nói về cuộc đấu tranh giữa con người nghệ sĩ và con người của Phật trên tờ Chansinko. Tôi không còn bị mắc kẹt với bất kỳ danh tính nào. Tôi trở thành một nhà sư tình cờ thích âm nhạc. Tôi chỉ là mình và truyền tải thông điệp của mình muốn. Có nhiều người nói rằng Đức Phật nhập Niết Bàn sau khi ăn phải món thịt lợn thối. Thực hư câu chuyện này như thế nào và tại sao Đức Phật từ bỏ con đường tu khổ hạnh cực đoan? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Đức Phật từ bỏ lối tu khổ hạnh và sự hành xác tới gần như kiệt quệ. Ngài nhận ra rằng nếu chỉ thiền định an trụ tâm trong hư không vô biên như các bậc thầy tu khổ hạnh đã dạy, Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt khổ đau trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đến cuối thời kỳ 6 năm thực hành, Bồ Tát Tất Đạt Đa tự hỏi, vì sao nỗ lực hành đạo theo con đường cực đoan? Con đường nào mới là con đường giải thoát? Con đường thoát khổ là con đường nào? Bởi đạo khổ hạnh không hề cho ta thấy một chút khả năng nào mang lại hỷ lạc hay trợ duyên giác ngộ. Do vậy, Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh và sự hành xác tới gần như kiệt quệ. Ngài cũng nhận ra rằng nếu chỉ thiền định an trụ tâm trong hư không vô biên như các bậc thầy tu khổ hạnh đã dạy,
Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt khổ đau trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì vậy, Thái tử Tất Đạt Đa quyết định đi theo con đường trung đạo của chính mình. Thời kỳ khổ hạnh khác biệt người như bộ xương khô. Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu học với hai vị thầy Bà La Môn theo đạo Hindu danh tiếng là Aralak Karlan và Uất Đại Kalama. Từ họ hướng dẫn ngài quán chiếu về sự hư ảo của vạn pháp và thiền tĩnh trụ. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, Thái tử đã nhận ra rằng những giáo lý này sẽ không thể chấm dứt được khổ đau của ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy nên, Thái tử đi đến khu rừng bên bờ sông Ni Liên Thiền và nhập vào nhóm năm tu sĩ khổ hạnh, gồm Kiều Trần Như, A Thuyết Thị, Bà Sư Bà, Bà Hà Nam và Bạc Đề. Những người này về sau trở thành năm đại đệ tử đầu tư đầu tiên của Đức Phật. Thời gian này, Thái tử nghiêm ngặt áp dụng phương pháp tu tập ép sắc khổ hạnh thiền định về trạng thái tỉnh giác rộng lớn như hư không. Kinh điển ghi lại rằng, trong hai năm đầu, Ngài gần như không ăn gì ngoài vài hạt mè. Trong hai năm kế tiếp, Ngài chỉ uống nước và hai năm cuối, Đức Phật không hề dùng một loại thực phẩm nào. Trong suốt thời kỳ khổ hạnh cực kỳ khắc nghiệt đó, thân thể Ngài trở nên gầy mòn, đen đúa như bộ xương khô. Mọi người gọi Ngài là Hắc Mâu Ni. Ngài không hề dịch chuyển, chỉ ngồi thiền tĩnh lặng như một tảng đá, đến nỗi kiến còn làm tổ ngay dưới chỗ của Ngài. Châu nước và tụi trẻ chăn trâu đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị Hắc Mâu Ni kỳ quái này. Vài đứa nghịch ngợm còn đốt nóng que cời bằng sắt và đâm vào lỗ tai của Ngài để trêu chọc. Bên bờ sông Ni Liên Thiền, gần nơi Đức Phật tu khổ hạnh suốt 6 năm, có một ngôi làng lớn, chỉ có hai thiếu nữ xinh đẹp tên là Sugata và Sulia sống ở đó. Họ đã được nghe kể rất nhiều điều kỳ diệu về Thái tử Tất Đạt Đa. Ví dụ như Thái tử dung mạo tuấn tú phi phàm, tài năng xuất chúng trong tất cả 64 loại hình nghệ thuật và có tấm lòng vô cùng nhân từ, độ lượng. Trong suốt 12 năm, hai nàng giữ gìn phẩm hạnh đoan trang, quân phép lễ giáo và âm thầm cầu nguyện rằng một ngày nào đó sẽ được tuyển làm phi tần của Thái tử, mà không hay biết rằng Thái tử đã xuất gia bỏ đời sống thế tục. Một hôm, hai nàng nhận được lời sấm cát tường từ chư thiên mách bảo họ cúng dường thực phẩm lên hai vị tu sĩ khổ hạnh để được viên mãn ước nguyện. Hai cô gái vô cùng hân hoan khi nghe được lời truyền dạy vì ước mơ của họ sắp trở thành sự thực. Họ liền vắt sữa từ 500 con bò lông đỏ, nấu một nồi cháo sữa và ủ nóng, chọn một đêm cho một góc nhà sạch sẽ. Sáng hôm sau, nồi cháo sữa thơm ngon tuyệt hảo. Trên bề mặt kem sữa mịn màng nổi lên hình tám tướng cát tường linh thiêng, thủ thắng. Hai vị thiên vương là Phạm Thiền và Đế Thích liền hóa thành hai vị tu sĩ khổ hạnh. Và hai cô gái tưởng họ chính là những người cần được cúng dường thực phẩm theo lời sấm truyền. Khi hai cô gái hoan hỉ cúng cháo sữa lên, Đế Thích Thiên Vương liền dạy các cô cần cúng dường Thiên Vương Phạm Thiên trước. Nhưng Ngài Phạm Thiên lại dạy, nếu các cô cúng dường thực phẩm này lên một vị thiên nam hoặc thiên nữ, cô sẽ tích lũy được nhiều công đức hơn. Sau đó, hai vị thiên tử liền hiện nguyên hình và đồng dạng. Nếu các cô cúng dường thực phẩm này lên Bồ Tát Tất Đạt Đa, người đang tu hành khổ hạnh bên bờ sông Ni Liên Thiền, công đức tích lũy được sẽ tăng lên gấp bội, và mọi ước nguyện đều sẽ trở thành viên mãn. Vâng lời. Hai nàng đựng cháo sữa vào một chiếc tô quý báu nhất để cúng dường Bồ Tát. Khi họ tìm thấy Ngài, thân xác gầy gò kiệt quệ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh yếu ớt, hai nàng vô cùng hoan hỉ vì họ biết đã tìm được đúng vị Bồ Tát như chư thiên mách bảo. Họ liền dâng cúng chiếc tô quý báu đựng đầy cháo sữa thơm ngon. Sau khi thọ nhận xong bát cháo sữa, Ngài liền đặt cái bát xuống dòng Ni Liên Thiền và thệ nguyện. Ta nguyện đạt được giác ngộ rốt ráo. Nếu lời nguyện của ta thành sự thật, thì chiếc bát này sẽ trôi ngược dòng. Ngay lúc ấy, một luồng nước xoáy đã làm cho chiếc bát trôi ngược dòng. Sau đó, Bồ Tát đã băng qua bên kia dòng Ni Liên Thiền. Có một người nông dân cúng dường bó cỏ kusa, một loại cỏ thơm. Ngài mền dùng bó cỏ làm gối lót tọa thiền, rồi đến ngồi tại một gốc cây bồ đề mà phát nguyện. Nếu không đạt thành đạo quả, ta quyết không đứng dậy và không rời khỏi chỗ này. 49 ngày đêm thiền định dưới cội bồ đề, nhận ra thoát được khổ hạnh không đem lại sự giải thoát, Thái tử Tất Đạt Đa quyết tâm từ bỏ con đường khổ hạnh. Ngài thọ dụng bát sữa của Sujata, tắm rửa dòng sông Ni Liên, bắt đầu một phương pháp thực tập hướng nội theo tinh thần trung đạo, tránh xa hai cực đoan.
Sau khi sức khỏe được hồi phục, tinh thần minh mẫn, định tình trở lại, Đức Phật đến cội Bồ Đề, hạ quyết tâm thiền định. Trong lúc đó, Bồ Tát phát đại nguyện, dù thịt nát xương tan, nếu chưa giác ngộ thì không rời khỏi cội Bồ Đề. Nhóm đạo sĩ Cô Đa Năng đã từ bỏ Ngài, họ khinh ghét Ngài vì đã thối chí, không đi đến tận cùng con đường khổ hạnh. Còn lại một mình trong rừng thiêng nước độc, bốn bề hoang lạnh, đối diện với vô vàn hiểm nguy, Bồ Tát thể nhập thiền định với quyết tâm sắt đá, ý chí kim cương. 49 ngày đêm tọa thiền dưới cội Bồ Đề là cuộc chiến hàng phục nội ma và ngoại chướng vô cùng cam go. Cuối cùng, Ngài đại chiến thắng trong đêm cuối cùng trước khi tuệ giác bùng vỡ. Kinh sách ghi rằng Bồ Tát hướng đến giác ngộ tối hậu bằng cách tuần tự nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trên nền tảng tứ thiền, Bồ Tát vận dụng tâm định tình thanh tịnh, không còn nhiễm ô, dễ uốn nắn, dễ sử dụng, giác tỉnh vững chắc và không thể lay chuyển. Hướng tâm ấy về tuệ giác, Ngài liền nhớ lại những kiếp sống quá khứ với đầy đủ các chi tiết. Đó là tuệ giác đầu tiên, Túc Mạng Minh, Bồ Tát chứng ngộ vào lúc canh đầu. Tuệ giác và tịnh lạc đã phát sinh nhưng Bồ Tát vẫn giữ chánh niệm tự giác tỉnh, tiếp tục hướng tâm ấy về sự hiểu biết hiện tượng sinh và diệt của chúng sinh. Ngài thấy rõ chính hành vi tạo tác của mỗi người là tác nhân đưa họ từ sinh tử luân hồi rồi lặn trong ba cõi. Bồ Tát chứng thiên nhãn minh, tuệ giác thứ hai vào canh giữa đêm thành đạo và canh cuối của đêm thành đạo. Lúc sao mai vừa mọc, Bồ Tát chứng được lậu tận minh, màn đêm tăm tối của dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu đã bị phá tan và trí tuệ bùng phát. Ngài nói rằng, ta đã được giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại đời này nữa. Ngài chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ đây Ngài được tôn xưng là Đức Phật với 10 danh hiệu, Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Giang Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, và trong kiếp hiện tại, Bồ Tát Sihaha cũng phải bao phen khó nhọc, giảm vi sinh cả thân mạng, cũng có ngày huy hoàng thành bậc giác ngộ. Thế Tôn Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cội Bồ Đề có thể xem Tam Minh, Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh là nội dung chứng ngộ của Bồ Tát Sihaha trong đêm thành đạo. Tam Minh là tuệ giác của thiền quán, được Đức Phật phát triển và thành tựu dựa trên nền tảng thiền trì của tứ thiền. Chính sự khám phá này của Thế Tôn về sau đã trở thành nguyên tắc cơ bản cho sự tu tập và tham chứng của các tỳ kheo đệ tử. Kinh Đại Sư Tử Hống tóm tắt lộ trình tu tập của vị tỳ kheo bằng cách chứng nhập sơ thiền đến tứ thiền. Rồi từ tứ thiền chuyên tâm tu tập thiền quán vô ngã vô thường, loại trừ 10 kiết sử để lần lượt chứng đắc 4 thành quả và đạt được Niết Bàn tối hậu. Các bạn có thể tìm đọc bộ kinh để có phương pháp tu tập hiệu quả. Vào đêm giảm thứ 2 tại rừng cây Sala, thôn Para, Đức Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn. Đối với bậc chánh giác, các ngài có thể thị hiện nhập diệt bằng mọi nhân duyên như bay lên hư không, thiền định nhập diệt. Nhưng đối với Đức Phật Thích Ca, Ngài đã lựa chọn nhập diệt bằng nhân duyên chịu bệnh tật sau khi thọ thực bữa cơm cuối cùng có món mộc nhĩ độc do người thợ sắt Kunda cúng dường. Vậy tại sao Ngài lại chọn cách này? Đây có thể là thắc mắc của nhiều Phật tử, đặc biệt là những người nghiên cứu đạo Phật qua sách vở biên soạn bởi các nhà học Phật Tây Phương. Trước tiên, phải nói đến vị cư sĩ tên là Kunda, người đã thỉnh cầu Đức Phật và hàng tỳ kheo nhận phần cúng dường bữa cơm cuối cùng vào ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời sau khi đã giảng một thời pháp cho Kunda cùng với 15 người bạn đồng nghiệp của ông ta. Ngày hôm sau, Đức Phật và hàng tỳ kheo đến nhà ông Kunda. Sau khi Phật và tăng chúng an tọa, Kunda cũng kính bước lên cúng Phật bát canh nấm chiên đàn mà ông đã nấu riêng để dành đặc biệt cho Phật. Khi Đức Phật nhận bát canh nấm từ tay Kunda, Ngài có nói với Kunda rằng, đừng đem thừa canh nấm còn dư này cúng dường cho các vị tăng khác. Kunda vâng lời rồi lui ra. Nguyên gốc của từ chiên đàn là Sukara Madhava, được các nhà học giả phương Tây dịch là truffle. Theo từ điển tiếng Anh, truffle có 4 nghĩa. Đầu tiên, một loại thức ăn mềm cho heo. Thứ hai, một loại thức ăn mà heo rất ưa thích. Thứ ba, thịt heo mềm. Thứ tư, bột thịt heo khô xay nhuyễn. Ngoài ra, từ Sukara Madhava được kết hợp bởi hai từ. Sukara có nghĩa là con heo và Madhava có nghĩa là phơi khô. Do nghĩa này mà một số người Tây Phương đã cho rằng Kunda đã dâng bát canh thịt heo phơi khô nấu nhuyễn cúng dường cho Đức Phật
và Đức Phật đã bị ngộ độc do ăn bát canh thịt heo ấy. Theo một số học giả khác, thì Sukara Madhava có nghĩa là ngon, một thức ăn mà giống heo rừng rất thích ăn. Cắt bỏ mọi sự tranh luận của các học giả, chúng ta cần hiểu rằng Kunda là một vị cư sĩ Phật tử đã theo Phật và đã biết rằng Phật quen dùng các món ăn chay. Ngài nhạy cảm đến nỗi cảm thông với sự đau khổ của chúng sinh, cỡ nào lại cúng dường bát canh thịt heo nấu nhuyễn. Thứ hai, tại sao Phật dặn Kunda đừng cúng dường cho các vị tăng khác phần còn dư của món canh nấm? Có phải Phật đã biết bát canh nấm có độc là cơ duyên để Phật nhập Niết Bàn nên không cho chư tăng khác ăn? Thứ ba, nếu là thịt heo khô tán nhuyễn nấu canh thì đâu có thể xem là quý mà chỉ dâng một mình cho Phật ăn. Cho nên rất có thể đây là món canh nấm, vì loại nấm này rất quý, một loại nấm chỉ mọc ở dưới gốc cây chiên đàn và chỉ có trong rừng mới tìm ra được mà thôi. Đó là những nghi vấn và ý kiến khác nhau, chúng tôi cũng xin trình bày ra đây để các bạn cùng thảo luận. Tôi xin trích nguyên văn một đoạn kinh trong Trường Bộ Kinh, Đức Dịch từ nguyên bản Pali. Sau khi đêm đã mãn, người thợ sắt Kunda liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị loại cứng, loại mềm, một loại mộc nhĩ và báo tin cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Vào buổi sáng hôm ấy, Thế Tôn đắp y, mang theo y bát cùng với chúng tỳ kheo đến nhà thợ sắt Kunda. Khi đến, họ liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với thợ sắt Kunda, "Này Kunda, món mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, hãy dọn cho chúng tỳ kheo." "Xin vâng bạch Thế Tôn." Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Kunda, "Này Kunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, ngươi hãy đem chôn vào một lỗ. Ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng sa môn và chúng bà la môn giữa những thiền nhân ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai." "Xin vâng, bạch Thế Tôn." Thợ sắt Kunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, rồi đi đến chỗ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, nghe Thế Tôn thuyết pháp. Sau khi dùng cơm của thợ sắt Kunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh, bệnh lý huyết, đau đớn gần như đến chết. Rồi Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại chịu đựng cơn bệnh. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda rằng, "Này Ananda, rất có thể sẽ có người nói những lời không hay làm cho thợ sắt Kunda hối hận, kiểu như, này hiền giả, thật không lợi ích gì cho người, thật tai hại cho người, vì Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ người cúng dường và nhập diệt. Này Ananda, anh cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ sắt Kunda. Hãy nói với Kunda rằng, này hiền giả, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường và nhập diệt. Này hiền giả Kunda, tôi tự thân nghe tự thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn. Nhờ hành động này, Đại Đức Kunda sẽ được hưởng tuổi thọ. Nhờ hành động này, Đại Đức Kunda sẽ được hưởng sắc đẹp. Nhờ hành động này, Đại Đức Kunda sẽ được hưởng an lạc. Nhờ hành động này, Đại Đức Kunda sẽ được hưởng danh tiếng. Nhờ hành động này, Đại Đức Kunda sẽ được hưởng cõi trời. Nhờ hành động này, Đại Đức Kunda sẽ được hưởng uy quyền. Bài học Đức Phật để lại qua bữa cuối cùng để hóa độ cho chúng sinh là một người cúng dường với tâm thanh tịnh, nhận được phước báo nhiều đời. Sau khi Đức Phật thọ nhận bữa cơm mà thợ sắt Kunda cúng dường, Ngài thuyết pháp cho Kunda. Bài pháp có nội dung là những người cúng dường bữa cơm trước khi Đức Phật thành đạo và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn có phước báo vô cùng to lớn. Nghe thuyết pháp, chúng ta biết được đây là nhân duyên, là tâm từ bi của Đức Phật, để thợ sắt Kunda không lo lắng khi thấy mình đã cúng phải món mộc nhĩ độc cho Ngài. Hai sự cúng dường được Đức Phật khẳng định là nhiều phước báo. Sự cúng dường của nàng Sujata trước khi Đức Phật thành đạo và sự cúng dường của thợ sắt Kunda trước khi Phật nhập Niết Bàn. Không chỉ vậy, Đức Phật đã từ bi thị hiện cho người tu và người cúng dường đời sau có tri kiến đúng đắn về cúng dường. Ngài đã chỉ cho chúng ta rằng, khi chúng ta cúng dường với tâm thanh tịnh, thành kính, tín tâm, nếu món ăn đó chẳng may có độc, thì công đức của chúng ta không hề bị tổn giảm hay bị ảnh hưởng nhiều. Món ăn của ông Kunda chuẩn bị cúng dường trường cho Đức Phật. Đức Phật thọ thực xong bị bạo bệnh, nhưng ông Kunda vẫn được phước báo nhiều đời. Cho nên, khi chúng ta cúng dường cho những bậc tu hành với tâm thanh tịnh, cho dù việc gì xảy ra, chúng ta cũng không nên lo lắng. Thứ hai, người bị bệnh không phải là không đắc đạo, và người đắc đạo không phải là không bị bệnh. Với tuệ giác siêu việt, Đức Phật biết trước rằng
Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng sinh thời mạt Pháp sẽ có những quan điểm sai lầm, tà kiến. Cụ thể là quan điểm rằng, người tu mắc bệnh sẽ không thể đắc đạo. Người tu đã đắc đạo thì sẽ không bị mắc bệnh. Trước khi xả bỏ báo thân, Đức Phật là bậc toàn giác mà đến bước cuối cùng thân Ngài đau khốc liệt. Ngài đã thể hiện thân bệnh để đem lại chính kiến cho chúng sinh, rằng người bị bệnh không phải là không đắc đạo, và người đắc đạo không phải là người không mắc bệnh. Qua đây, chúng ta hiểu thêm rằng, sự nhập diệt của các bậc tu đắc đạo, mỗi vị một nhân duyên, chứ không phải người đắc đạo nào cũng kiết già thiền định mà ra đi thân không bệnh. Bữa cơm cuối cùng của Đức Phật, Ngài đã thể hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, tránh cho chúng sinh sau này có những nhận xét sai lầm phạm đến người tu hành đắc đạo, khi các vị ấy xả bỏ báo thân cuối cùng bằng những nhân duyên của riêng mình. Cùng với lòng từ bi đó, Đức Phật chỉ ra cho các vị tu hành được tịnh tâm trong giây phút bạo bệnh cuối cùng của mình, vẫn thực hiện thiền định và chứng đắc ngay trong giây phút thiền định khi xả bỏ báo thân. Cho nên, đây là lòng từ bi vô lượng của Đức Phật. Thứ ba, người làm thầy luôn nhận hiểm nguy về mình. Trong bữa cơm cuối cùng, Đức Phật biết món mộc nhĩ có độc, cho nên Ngài nói với ông Kunda mang món đó cho mình, còn những món ăn khác thì cúng dường cho các vị tỳ kheo. Qua việc này, chúng ta học được bài học tuyệt vời từ lòng từ bi của Đức Phật. Đó là người làm thầy luôn nhận hiểm nguy về mình và dành cho đệ tử những gì an lành. Chúng ta muốn đi trên con đường của Đức Phật, muốn thành tựu vô thượng bồ đề thì chúng ta cần thực tập như vậy. Những gì khó khăn thì chúng ta làm, những gì dễ dàng, an lạc thì chúng ta phải dành cho đại chúng. Thứ tư, bậc tu đắc đạo luôn có đầy đủ mọi phương tiện làm thanh tịnh tâm của chúng sinh. Trên đường từ nhà thợ sắt Kunda đi Kusinara, Đức Thế Tôn nghỉ dưới gốc cây và ba lần chỉ dạy Ngài Ananda đi lấy nước uống ở một dòng sông đang bị khuấy đục. Khi Ngài Ananda đặt bình bát để múc nước, thì dòng sông ngay lập tức trở nên trong lành. Điều hy hữu, nhiệm màu ấy là nhờ năng lực công đức của Đức Thế Tôn. Từ đó, chúng ta không thể thấy Đức Phật thị hiện diện này để khẳng định rằng người tu hành đắc đạo dù có mắc bạo bệnh, thì năng lực công đức không hề tổn đạm, năng lực của tâm không bị ảnh hưởng. Đây là sự thể hiện tuyệt vời của Đức Phật, giúp giải nghi và làm thanh tịnh tâm của chúng sinh. Khi Ngài Ananda đi múc nước cúng dường Đức Phật, Ngài vẫn là một vị tỳ kheo chưa hề đắc đạo. Qua sự kiện Đức Phật bị bạo bệnh, đương nhiên trong lòng người đệ tử cũng có những nghi ngờ. Chính sự thị hiện của Đức Phật đã khiến Ananda có đầy đủ thành tựu tâm đối với Đức Phật. Với trí nhớ siêu việt, sau này Ananda đã kết tập lại kinh điển. Chính điều này đã khẳng định rằng, bậc tu hành đắc đạo luôn đầy đủ phương tiện làm thanh tịnh tâm chúng sinh, không làm mất tín tâm của chúng sinh cho dù bị bạo bệnh. Qua đó, người đệ tử Phật phải thấy được rằng lòng từ bi của Đức Phật quả thật là vô lượng. Tới giây phút cuối cùng cực kỳ nhập diệt, Ngài còn độ cho chúng sinh, không phải chỉ mình ông Kunda hay Đại Đức Ananda, mà tất cả chúng sinh trong các kiếp vị lai. Có thông tin cho rằng, Đức Phật bị chính đệ tử thân cận nhất của mình sát hại. Vậy sự thật đằng sau câu chuyện này là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Thời Phật còn tại thế, với trí tuệ siêu việt, tế hạnh nghiêm trang và lòng từ bi vô lượng, Ngài đã nhiếp phục được rất nhiều chúng sinh. Đã có nhiều người chỉ cần một lần thấy Ngài hay một lần đến tịnh xá được Ngài thuyết pháp cho, đã phát nguyện từ bỏ đời sống thế tục, sống đời xuất gia phạm hạnh. Từ khi truyền pháp cho đến lúc nhập Niết Bàn, Ngài đã thế phát xuất gia cho rất nhiều người. Từ năm anh em Kiều Trần Như cho đến vị đệ tử cuối cùng là Tôn giả Tu Bạc Đà La, trong đó nổi lên có rất nhiều vị đệ tử về sau trở thành những vị thánh tăng đắc đạo như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ananda, Ca Diếp. Thế nhưng trong số đó lại có một vị tôn giả với hành trạng rất kỳ lạ. Tuy là đệ tử của Phật, nhưng dùng phần lớn thời gian của cuộc đời để đi theo Phật và tìm mọi cách phá hoại Phật Pháp, thậm chí là muốn giết Phật. Đó chính là tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Cũng giống như Thái tử Tất Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa cũng xuất thân trong Dạch Đế Lợi, là giai cấp quý tộc hoàng gia thời bấy giờ. Ông là em họ của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau khi Thái tử xuất gia tu hành và thành đạo, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thăm lại vua cha và bà con quyến thuộc trong hoàng cung. Trong thời gian ở kinh thành, Ngài đã hóa độ được vô số vương tôn công tử trong dòng họ Thích Ca phát tâm xuất gia.
Devadatta cũng là một trong số những vương tử được xuất gia trong giai đoạn đó. Thế nhưng khác với những tôn giả khác tinh tấn tu hành, dần dần chứng được quả vị thánh, tôn giả Devadatta lại chỉ chuyên luyện thần thông mà bản thân thì không chứng được quả vị nào. Dần dần, bản ngã mỗi ngày tăng trưởng, ông ta có tham vọng muốn thay thế Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Ông nghĩ rằng mình có thần thông mà lại là anh em ruột thịt với Phật. Mình có thua kém gì Phật ở điểm nào đâu. Mình cũng rất có uy tín trong tăng đoàn. Vậy nên ông ta khởi tâm ý là phải tranh ngôi lãnh đạo tăng đoàn của Phật. Ông phải làm chủ thay cho Phật. Bởi tâm ý như vậy, sau đó ông đã làm nhiều việc xấu ác, hãm hại Đức Phật cùng tăng đoàn. Cụ thể là ông đã 3 lần hãm hại Đức Phật. Lần thứ nhất, cấu kết với vua Xà Thế, thả voi say hãm hại Phật. Một hôm, tăng đoàn đi khất thực đến thành Vương Xá, thì ông cho một con voi rất dữ trong cung uống rượu thật say và thả nó ra. Khi ấy, Đức Phật đang trên đường đi vào thành Vương Xá, thì thả con voi say xông đến, gầm rú lên. Để bà Đạt Đa và vua A Xà Thế tin chắc rằng lần này, Phật và những vị chư tăng đi theo sẽ bị con voi to lớn dẫm chết. Tuy nhiên, có điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi voi lao đến, nó cảm nhận được tâm từ bi của Đức Phật liền quỳ xuống phục dưới chân ngài. Kế hoạch của ông ta và vua A Xà Thế bị thất bại. Lần thứ hai, ông lăn đá hại Phật, khiến Phật bị chảy máu chân. Không dừng lại sau thất bại thứ nhất, ông ta tiếp tục tính chuyện hãm hại Đức Phật. Một hôm, Đức Phật đi khất thực trên đường từ núi Linh Thứ đi xuống, thì Đề Bà Đạt Đa leo lên trên đỉnh núi, chờ để đẩy một tảng đá rất lớn nhằm đè chết Đức Phật. Ông tính toán rất cẩn thận thời điểm và vị trí hòn đá lăn xuống, chờ đúng lúc Đức Phật đi qua thì hành động. Tuy nhiên sơn thần biết chuyện và ngăn cản ông ta. Hòn đá bị vỡ và một mảnh nhỏ trúng chân Phật, khiến chân ngài bị chảy máu. Kế hoạch hãm hại Đức Phật của Đề Bà Đạt Đa lại thất bại. Lần thứ ba, Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng đoàn. Ông ta đưa ra 5 giới luật khổ hạnh, tự chế và nói rằng giới luật của mình còn nghiêm hơn cả Phật. Ông ta nói rằng, ta bây giờ có giới luật nghiêm hơn cả Phật, như vậy chứng tỏ ta sẽ tu cao hơn cả Phật. Vậy bây giờ theo chúng tỳ kheo đây, các sư đây, ai đi theo ta? Khi đưa ra 5 điều khó hơn Phật, có 500 tỳ kheo dao động đi theo ông ta và thành lập tăng đoàn riêng. Đức Phật đã sai Xá Lợi Phất cùng với Mục Kiền Liên đến để giáo hóa cho 500 vị tỳ kheo đi theo Đề Bà Đạt Đa, và 500 vị này giác ngộ, dần dần bỏ Đề Bà Đạt Đa trở về với Phật. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Đề Bà Đạt Đa. Lúc này, ông lâm bệnh rất nặng. Khi đó, ông mới khởi tâm xin sám hối với Phật và quay về để nương tựa Phật. Ông ta nhờ chư tăng đưa đến gặp Đức Phật để sám hối. Tuy nhiên, khi ông ta đến cách Phật khoảng 100 mét thì đất nứt ra và nuốt chửng ông vào lòng đất, gọi là đất nước đốt ông ấy vào trong địa ngục không cứu được. Ở một góc nhìn khác, chúng ta có thể thấy rằng hành vi khổ hạnh do Đề Bà Đạt Đa đề xuất rất phù hợp với tư tưởng thời đó. Vì thế mà nó được nhiều thành viên của tăng đoàn ủng hộ. Đó là một cách thực hành phổ biến trong một số tôn giáo ở Ấn Độ vào thời điểm đó. Thậm chí, hành vi khổ hạnh vẫn còn ảnh hưởng đến tận ngày nay. Điển hình là trường hợp của ông Amar Bharati, một tín đồ đạo Hindu. Ông khẳng định đã giơ tay lên trời từ năm 1973. Mặc dù cánh tay phải của ông chỉ còn da bọc xương và không thể cử động, nó đã trở thành biểu tượng cho những tín đồ của thần Shiva. Thuộc tầng lớp trung lưu, ông Amar Bharati có công ăn việc làm, nhà cửa, một vợ và 3 con. Một buổi sáng năm 1970, ông thức dậy và quyết định từ bỏ mọi thứ để dâng hiến cả cuộc đời phục vụ thần Shiva. Ông ăn mặc giản dị và bắt đầu lang thang khắp đường phố ở Ấn Độ, chỉ mang theo 1 chiếc đinh ba bằng kim loại. 3 năm sau, ông Amar Bharati thấy mình vẫn còn quá bận tâm đến lạc thú trần gian. Do đó, quyết định giơ tay phải của mình lên cao và giữ nguyên như thế trong suốt 38 năm. Một số người cho rằng ông Amar Bharati cảm thấy đau buồn về những cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới, nên quyết định giơ tay lên để kêu gọi hòa bình. Theo trang Oddity Central, ông Amar Bharati đã truyền cảm hứng cho rất nhiều tín đồ khác. Một số người sau đó đã giơ tay lên trời trong suốt 7 năm, 13 năm, thậm chí là 25 năm. Suốt thời gian đó, họ trải qua không ít đau đớn. Những tín đồ của đạo Hindu có nhiều cách thể hiện sự thành kính của mình, như kiêng tắm, ăn chay trường, ngủ trong tư thế thẳng đứng.
nhưng cách của ông Amarbharati thật là khác lạ. Nhưng theo quan điểm của Đức Phật, tất cả các loại thực hành khổ hạnh không thể mang lại sự giải thoát của tất cả chúng sinh. Trước kể, nó không thể khiến ta phát Bồ Đề Tâm, giác ngộ thành Phật. Tất cả những tín đồ theo đuổi hình thức thực hành khổ hạnh đều quên rằng mục đích cơ bản của thực hành là trái tim. Tiền đề của tất cả các thực hành tâm linh là Bồ Đề Tâm. Bởi đạo khổ hạnh không hề cho thấy một chút khả năng nào mang lại hỷ lạc hay trợ duyên giác ngộ. Có một câu nói rất hay rằng, áo cà sa không làm nên thầy tu. Pháp môn, bài bản, bí quyết hay không phải lúc nào cũng tạo nên những bậc chân tu. Chỉ có tâm trong sạch biến một kẻ phàm phu thành một vị Phật. Câu chuyện về một vị hoàng đế sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này. Lương Vũ Đế, tên thật là Tiêu Diễn, tự là Thúc Đạt, vốn là cháu đời thứ 25 của tướng quốc Tiêu Hà Triều Hán. Ông là một vị hoàng đế duy nhất thích làm hòa thượng, ăn chay trường, xa lánh nữ sắc. Năm 527, sư tổ Thiền Tông Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc theo đường biển sang Nam Hải. Lương Vũ Đế nghe danh rất ngưỡng mộ, bèn cho sứ giả đến thỉnh về kinh đô Kim Lăng để thuyết pháp. Khi gặp Bồ Đề Đạt Ma, Lương Vũ Đế có vẻ đắc ý hỏi Đạt Ma rằng: "Trẫm từ khi lên ngôi, điện này chăm lo xây chùa, độ tăng vô số, in kinh hành thiện không ngừng. Xin hỏi như vậy được công đức gì?" Đạt Ma tổ sư đáp: "Chẳng có công đức." Câu trả lời của Đạt Ma như dội gáo nước lạnh vào mặt Lương Vũ Đế. Ông hỏi tại sao, tổ đáp: "Là vì hữu lậu. Tuy xem ra những có công đức, nhưng không phải công đức chân thật." Lại hỏi: "Như thế nào là công đức chân thật?" Tổ đáp: "Chứng ngộ thể tính của trí tuệ thực tướng vô tướng, bản lai vốn không, tịnh viên minh vi diệu, công đức tự tính không thể lấy cách của thế tục mà cầu được." Đế hỏi: "Như thế nào là thanh đế đệ nhất nghĩa?" Tổ đáp: "Tuyệt nhiên vô thanh." Lại hỏi: "Vậy thì ai đang đối diện với trẫm đây?" Đạt Ma đáp: "Không biết." Lương Vũ Đế không lĩnh hội được gì cả, tỏ vẻ không vui. Đạt Ma biết cơ duyên không hợp nên từ giã và đi về phía bắc, Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, diện bích truyền giáo. Đạt Ma nói: "Công đức là công đức tự tính, vốn luôn đầy đủ, không phải vì bố thí mà công đức tăng, không bố thí thì công đức giảm. Thiện căn là nhân tính, làm việc thiện là việc tất yếu phải làm. Sao lại cầu công đức? Tôn chỉ Thiền Tông là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Không trong, không ngoài, không người, không ta, không phàm, không thánh." Viên Đạt Ma nói tuyệt nhiên vô thánh. Điều này Lương Vũ Đế không ngộ ra nên không thể chấp nhận. Theo lịch sử ghi chép lại, vua Lương Vũ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai, bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạo tượng, ấn tông kinh sách nhiều vô số kể. Nhà vua suy nghĩ làm như vậy tất nhiên được rất nhiều công đức. Nhưng không ngờ, khi đem vấn đề này ra hỏi, Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời: "Không." Tại sao vậy? Có người không hiểu giáo lý nên giải thích là vua Lương Vũ Đế không đích thân ra công thực hiện những việc đó. Chỉ sai người khác làm nên không có công đức gì cả. Thời gian sau đó, có người đem sự việc này thưa hỏi Lục Tổ Huệ Năng và được Lục Tổ dạy như sau: "Quả thực là không có công đức gì cả. Vua Lương Vũ Đế vì không biết chính pháp nên nhầm lẫn giữa hai chữ công đức và phúc đức, nghĩa là cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai, cúng dường, bố thí, đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh sách chỉ là những việc làm bên ngoài có ích lợi cho mọi người, những việc làm cầu phúc nên gọi là phúc đức. Phúc đức có công năng giúp chúng ta giảm thiểu nghiệp chướng, tiêu trừ quả báo để được tài khoản, nạn khỏi, để được may mắn và sung sướng trên đời, để bớt chướng ngại trên đường đạo, chứ không giúp chúng ta thoát khỏi vòng trầm luân sinh tử. Còn công là công phu tu tập bên trong có ích lợi cho chính mình, nhờ hành trì theo Phật dạy trong các kinh điển. Luôn luôn niệm Phật, giữ gìn giới luật, tu tập thiền định, phát huy trí tuệ bát nhã. Công đức có năng lực giúp chúng ta vượt qua bể khổ sông mê, trong đến bờ giác ngộ và giải thoát. Công đức có tính cách vô lậu hay vô vi, nghĩa là nó không còn trong lục đạo sinh tử luân hồi nữa. Công đức giúp cho con người chuyển hóa tâm tính từ phàm phu tục tử, trở thành Bồ Tát, thành Phật. Chúng ta làm những việc như lập chùa, hay góp phần xây cất chùa, tham gia phát triển chùa, phát huy các sinh hoạt, các hoạt động của chùa, của giáo hội, giúp cho mọi người khác có được cơ sở để tu học, để hành đạo, giúp cho Phật giáo có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn, vững chắc hơn, độ được nhiều người hữu duyên hơn nữa.
vua Lương Vũ Đế nhầm lẫn phúc đức và công đức. Những việc làm này mang lại lợi ích cho nhiều người, như vậy tất nhiên sẽ đem lại cho chúng ta thật nhiều phúc đức. Còn riêng bản thân mình thì không biết tu tâm dưỡng tính, không học kinh điển, không giữ giới, không tu tập thiền định, không phát huy trí tuệ bát nhã. Cho nên tất cả việc làm trên đây chỉ là những việc làm bên ngoài có ích lợi cho nhiều người, nhưng không ích lợi cho bản thân về phương diện giác ngộ và giải thoát. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tâm tham lam, sân hận, si mê bên trong chẳng những không giảm bớt mà lại có chiều hướng tăng thêm. Vô minh phiền não không tan biến chút nào mà lại có phần dày đặc hơn, vì chấp chặt mình đã làm được bao nhiêu việc lợi ích như vậy. Dễ có mấy ai làm được như mình, nên tâm cống cao ngã mạn, phách lối ngày một tăng thêm, mục hạ vô nhân. Khen mình thì người khác chê. Những việc làm khác như góp phần ân tống kinh sách cho người khác đọc, còn mình thì không đọc. Góp phần bố thí, cúng dường, giúp đỡ người hoạn nạn, nghèo khó, nhưng không hiểu ý nghĩa cao cả của những việc làm đó, lại sinh tâm cầu mong được trả công bội hậu ở cõi thiên đàng sau này. Tất cả những việc làm đó chỉ tạo nên phúc đức mà thôi. Thí dụ như có người bố thí cho nhà nghèo hoặc cúng một số tiền nào đó với tâm mong cầu được trúng số độc đắc, được buôn may bán đắt, được nhất bản vạn lợi, được thi đấu đắc thắng, được gia đạo bình an, được tình duyên may mắn, được vạn sự bình yên, được muôn sự như ý, muốn gì được nấy. Như vậy lòng tham lam tăng lên quá mức, thì làm sao có công đức được? Làm như vậy chỉ có phúc đức hạn chế theo số tiền đã bỏ ra mà thôi. Gieo nhân nhỏ thì chỉ được nhận quả nhỏ, không thể khác được. Chúng ta hãy tinh tấn làm tất cả những việc thiện rồi quên đi hết, không chấp chặt vào đó để kể lể công lao hay mong cầu phúc báo về sau. Tâm cầu danh của chúng ta sẽ bớt đi, tâm chấp ngã cũng nhẹ hơn trước, thì những việc làm đó vừa lợi ích cho người và cho mình, tạo nên phúc đức và công đức vậy. Vì thế, muốn tu được quả chứng, điều đầu tiên chúng ta cần làm là giữ cho mình cái tâm trong sáng. Có thể kết luận rằng Đề Bà Đạt Đa chính là hình ảnh tượng trưng cho ác quỷ trong mỗi chúng ta, tượng trưng cho lòng tham sân si của chúng sinh. Trong Kinh Bổn Sinh nhắc đến rất nhiều mối oán kết giữa Phật và Đề Bà Đạt Đa. Mỗi khi Bồ Tát Tất Đạt Đa hiện thân vào trong cuộc đời giáo hóa, thì Đề Bà Đạt Đa lại đi theo để tìm cách hãm hại. Có khi Bồ Tát hiện thân làm chúa voi, chúa khỉ, thì Đề Bà Đạt Đa hiện thân làm thợ săn. Khi Bồ Tát hiện thân người thương nhân hiền thiện có trí tuệ, thì Tôn Giả lại hiện thân người lái buôn nham hiểm độc ác. Qua đó, ta có thể thấy rằng không chỉ trong kiếp này mà qua nhiều kiếp về trước, Đề Bà Đạt Đa đã luôn đi theo Phật để tìm cách phá hoại Phật. Thế nhưng, với lòng từ bi vô lượng, dù Tôn Giả có tạo nhiều tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn được Đức Phật tha thứ và thọ ký thành Phật sau khi trả hết quả báo ác nghiệp dưới địa ngục, tu hành đắc đạo. Nhìn chung, trong hệ thống kinh điển nguyên thủy đều có nhận định Đề Bà Đạt Đa là một người xấu ác, người đã phạm phải nhiều tội lỗi. Ngược lại, trong hệ thống kinh điển Đại Thừa lại cho rằng Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát chuyên hành nghịch hạnh, tức là làm những việc cản trở sự tu hành của người khác. Chuyện đi theo và thực hành các nghịch hạnh giúp cho Bồ Tát Tất Đạt Đa tu hạnh nhẫn nhục Ba La Mật, và nhờ thực hành trọn vẹn công hạnh Ba La Mật đó mà Bồ Tát có thể đắc đạo, trở thành một vị Phật. Đức Phật không bao giờ xem Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù, mà luôn thấy Tôn Giả chính là vị thiện tri thức lớn nhất của mình. Nếu không có Tôn Giả thì Đức Phật đã không thể dễ dàng đạt được quả vị giác ngộ. Hình ảnh Đề Bà Đạt Đa tượng trưng cho nghịch cảnh, những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trên bước đường tu học Phật Pháp. Con người phải biết vượt qua nghịch cảnh, những thử thách chông gai thì mới mong trưởng thành. Người tu hành cũng vậy, phải biết vượt qua những khó khăn thì mới có thể đạt được giải thoát. Chúng ta cần hiểu rằng trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp. Hay máy bay cất cánh được là nhờ bay ngược chiều gió, hoặc con tàu đậu trong bến sẽ được an toàn. Nhưng người ta đóng tàu là để nó ra khơi đương đầu với sóng to gió lớn. Những câu nói trên nhưng muốn khuyến khích ta phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh, xem nghịch cảnh là cơ hội để trắc nghiệm. Những sóng gió cuộc đời có thể đánh ngã ta, nhưng sau vấp ngã ta phải đứng lên và tiếp tục tiến bước. Nếu ta thấy khó khăn mà sinh ra thoái chí, dừng lại, thậm chí thụt lùi, thì trên bước đường tu học ta sẽ không bao giờ đạt được kết quả.
Hình ảnh Đề Bà Đạt Đa tượng trưng cho những khó khăn, thử thách. Còn hình ảnh Đức Phật là một người đã biết vượt qua những thử thách, khó khăn đó. Chúng ta phải học theo tấm gương của Đức Phật mới có thể an lạc, thành thơi, vững bước trên con đường thành đạo. Sẽ có những người ganh ghét, hãm hại ta. Sẽ có những người dùng lời chửi mắng, bêu nhục ta. Có người sẽ đánh đập, thậm chí muốn ta phải chết. Ta phải ứng xử với họ như thế nào? Người mà ta thì ta mang lại, người đánh ta thì ta đánh lại. Liệu có giải quyết được vấn đề hay không? Như Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, hận thù diệt hận thù đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Quả thật vậy, lấy oán thù trả oán thù thì oán thù ngày càng chất cao như núi. Ngược lại, lấy từ bi để chuyển hóa oán thù thì oán thù sẽ tự tan. Người học Phật phải biết phát khởi tình thương. Người thương mình thì mình thương lại rất dễ. Người ghét mình mà mình khởi được tình thương đối với họ mới là điều khó làm. Thế nhưng, làm được điều khó làm thì mới được gọi là người tu chân chính. Ngoài ra, ta còn phải biết khởi tâm xót thương vì những người hãm hại ta. Có thể họ phải lãnh thọ quả báo khổ đau trong tương lai. Chúng ta phải phát nguyện dùng nhiều phương tiện hóa độ họ. Nhờ ta biết phát khởi tình thương, dần sẽ chuyển hóa được những oán thù. Dần dần, họ sẽ trở thành người bạn tốt, những thiện tri thức của ta. Bản thân tôn giả Đề Bà Đạt Đa đã là một bài học sống động cho những hàng hậu học. Chúng ta phải biết xét lại bản thân mình, vì không chuyên tâm tu học, chuyển hóa nội tâm mà chỉ tham vọng đạt được thần thông, ưa hư danh, muốn làm chủ lãnh đạo tăng đoàn. Không kiểm soát được bản thân, để cho tâm cống cao ngã mạn và lòng ganh tị, sự sân hận chi phối mà Ngài đã phạm phải sai lầm. Sống trong giáo pháp không hưởng được vị ngọt của giáo pháp, sống trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc, để rồi phải chịu những quả báo khổ đau. Chúng ta phải lấy Ngài làm bài học cảnh tỉnh, cố gắng đừng phạm phải những sai lầm mà Ngài đã phạm phải. Phải chuyên lo tu tập, chuyển hóa nội tâm, phải biết kiểm soát tâm, đừng để cho những tâm niệm xấu ác khởi lên, đừng bước theo vết xe đổ của Ngài. Có như vậy, ta mới đạt được an lạc, giải thoát trên con đường tu hành.